Mặc dù sống giữa thủ đô, nhưng bà Nguyễn Thị Thông ở Từ Liêm, Hà Nội vẫn tận dụng mảnh đất trống cạnh nhà để trồng rau. Bà Thông tự trồng rau không phải để tiết kiệm chi phí, mà quan trọng hơn, bà trồng rau để đảm bảo nguồn rau sạch, an toàn, chế biến các món ăn cho các thành viên trong gia đình. Cá tôi thì ở Vĩnh Phúc, nhưng mà nhà tôi thì mua đất làm ở dưới này. Thế ở cạnh nhà thì có một miếng đất thì tôi trồng rau, tự trồng rau lấy các loại rau như rau muống này, rau mùng tơi này, rau dền, rau cải, rau nang, bầu và rau muống. Nhưng mà môi trường thì ngoài thị trường thì chợ thì nói chung là rau người ta cứ hay phun thuốc riêng nó non, nhưng mà non thì nó sạch, nó non nhưng mà non thì thích mắt. Nhưng mà không bằng rau ở nhập quê, chúng tôi tự tay trồng, tuy là nó già, nó không non bằng ở chợ nhưng mà nhau đảm bảo. Không chỉ có bà Thông, mà rất nhiều gia đình ở thành phố hiện nay cũng tận dụng diện tích để tự trồng rau. Vì theo họ, chỉ có những thực phẩm tự tay mình làm ra mới có thể gọi là thực phẩm sạch. Tại các chợ, sản phẩm rất đa dạng và phong phú, từ thịt, cá cho đến các loại đồ khô, rau, củ quả. Tuy nhiên, thực phẩm tại các chợ hiện nay lại không an toàn và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, đe dọa đến sức khỏe của người dân. Thực trạng so với yêu cầu tôi thấy là hoàn toàn chưa đạt yêu cầu. Đấy, bởi vì nó trong cái chợ hiện nay là chứa đựng rất nhiều các nguy cơ. Đấy, trước đây Bộ Y tế đã ban hành một cái quy định về an toàn thực phẩm ở các chợ. Đấy, thì một thời làm rầm rộ lên, kiểm tra đôn đốc thì có tiến bộ. Thế nhưng hiện nay quy định cụ thể một cái tiêu chuẩn về một cái chợ an toàn thì bên Bộ Thương mại hay Bộ Công Thương bây giờ đấy, thì chắc là cũng đã ban hành. Thế nhưng mà chúng tôi thấy nó chưa đi vào thực tiễn. Đấy. Cái nguy cơ số 1 ở chợ hiện nay là gì? Bán thực phẩm không có nguồn gốc là phổ biến. Đấy. Ví dụ như là thường trước đây Bộ Y tế quy định là tất cả các hàng hóa bày trong chợ là phải có nguồn gốc xuất xứ an toàn. Chứ còn nguồn gốc xuất xứ không an toàn, ví dụ như nhập lậu là cũng không được, phải là nguồn gốc xuất xứ an toàn. Theo quy định, tất cả các loại thực phẩm trong chợ, từ thịt cá đến đồ khô, rau xanh, hoa quả tươi đều phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và phải được kiểm định, sau đó đóng dấu hoặc cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm. Nhưng quy định này gần như không được thực hiện. Do đó, người dân khi đi mua thực phẩm trong chợ không có cơ sở để đánh giá chất lượng hàng hóa. Họ chỉ còn biết đặt lòng tin vào chủ kinh doanh. Những người cũng rất mập mờ về nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của mình. Hàng hóa này nhập mọi nhiều nơi lắm, đầu mối rồi Ninh Lam, Yên Sở. Hàng hóa này không ai kiểm tra hết. Chị nhập ở dưới nò, ví dụ là dưới nò trong ba dưới. Bây giờ họ không mở tụ tập ở kiểu dưới thị nghiệp nữa, mà đi vào sông xa ở cái vùng đấy là gì ấy, nhưng chị chẳng đi lấy trực tiếp, nhưng người ta chỉ chuyển về cho chị thôi. Dọc sông Nhuệ, một con sông có tiếng là ô nhiễm tại Hà Nội, người nông dân vẫn trồng rất nhiều rau muống. Nhờ có nguồn nước đen sì, nặng mùi mà rau muống lên nhanh và xanh non. Sau khi thu hoạch, những người nông dân sẽ rửa rau ngay tại ruộng và mang vào các chợ trong trung tâm thành phố để bán mà không hề được kiểm soát. Còn đây là hình ảnh một lò mổ lợn thủ công tại Hà Nội. Lợn ở đây được giết mổ dưới nền đất cáu bẩn, ngay cạnh nguồn nước ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh. Thế nhưng, chúng vẫn được đóng dấu để cho lái thương trở về các chợ bán. Đây chỉ là một vài trường hợp điển hình để nói lên nguồn gốc của những thực phẩm được bày bán tại các chợ hiện nay. Nếu ăn phải những thực phẩm này, người dân có thể bị nhiễm độc bột phát, thành ngộ độc, miệng nôn, trồn tháo. Nguy hiểm hơn, nếu các sản phẩm trong chợ bị nhiễm hóa chất thì nó sẽ khiến người tiêu dùng
bị nhiễm độc trường diễn, tích lũy, lâu dần sẽ sinh ra các bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư. Nguy cơ thứ hai là tại chợ, cái điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất an toàn thực phẩm là còn rất hạn chế. Đấy. Ví dụ như về cơ sở, tức là ví dụ người ta quy định các ngành hàng bán thịt tươi, ngành hàng bán cá tươi, ngành hàng bán hàng khô, khu ăn uống đấy là phải cách biệt với nhau và đảm bảo các điều kiện về cơ sở. Đấy, thế nhưng hiện nay ta cứ vào chợ nào cũng có ăn mà ăn lung tung, rất bẩn. Đấy. Thế và cái điều thứ hai, điều kiện thứ hai về ở cái cơ sở vật chất đó là các trang thiết bị sử dụng trong chợ. Nguy cơ về nguồn gốc hàng hóa thì người dân có thể không nhìn thấy. Nguy cơ nhiễm bẩn từ cơ sở vật chất tại các chợ hiện nay thì hầu như ai cũng có thể nhận ra. Từ trang thiết bị dùng để bày bán sản phẩm cho đến trang thiết bị phục vụ cho các quầy hàng ăn uống, người bán hàng thì cũng không có quy định nào về trang phục, đầu tóc hay dụng cụ vệ sinh của họ. Quy hoạch chợ không thống nhất, đồ ăn chín bày bán cạnh hàng thịt, cá hay bán rau, bán cá ngay quầy hàng ăn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự lây chéo vi khuẩn từ các nguồn thực phẩm này. Do đó, nguy cơ nhiễm bệnh hay lan tràn dịch là rất cao. Tôi cũng rất thích ăn dưa, nhưng mà từ lâu nay không dám mua dưa ở chợ. Bởi vì vào đấy đó, là dưa làm từ đâu? Làm để trong các chậu nhựa hoặc các xô nhựa mà trong đó nó thu nhiễm rất bẩn. Đấy, mà chính chúng tôi đã đi lấy các mẫu dưa đó đem xét nghiệm, cái hàm lượng trì và hàm lượng antimoan nó thôi ra trong nước dưa rất là cao, chứ không phải ở cái ngưỡng bình thường do Bộ Y tế quy định nữa. Thế thì đấy là các nguy cơ đối với các chợ hiện nay, mà tôi cho là nếu chúng ta không quan tâm, bởi vì chợ là nơi gặp gỡ về của người mua, về người bán, về các hàng hóa đấy, cần dùng để thỏa thuận với nhau những cái giá cả nhất định. Thì nếu mà chúng ta không kiểm soát các chợ thì không thể đảm bảo được an toàn thực phẩm cho nhân dân. Sự thiếu kiểm soát về hàng hóa trong chợ còn thể hiện ở chỗ hàng hóa ở đây hầu hết là không có nhãn mác. Đây sẽ là cơ hội cho những người kinh doanh sử dụng hóa chất bảo quản, tẩm ướp hàng hóa, thực phẩm hết hạn, gây hại cho người tiêu dùng. Thế và vấn đề nữa, nguy cơ nữa là vấn đề ô nhiễm. Đấy. Thế thì ta nói là các chợ này phải nói ô nhiễm rất nhiều. Đấy. Ví dụ từ những cái mắm tôm, mắm tép, từ đến các thực phẩm bày bán, giò, chả. Đấy. Thế rồi là ô nhiễm có chú ý và ô nhiễm vô ý. Đấy. Ô nhiễm có ý thức và ô nhiễm không ý thức. Ô nhiễm có ý thức, ví dụ như đi kiểm tra về giò chả, bún, phở, vẫn có một số mẫu có hàn the. Và chính tôi đã đến, tôi thử ngay hàn the ở các sản phẩm ăn ngay. Ví dụ như bánh tẻ, bánh đúc, đấy là đỏ đọc lên ngay. Chứng tỏ hàm lượng hàn the rất lớn. Và tôi cho vấn đề kiểm tra hàn the này hầu như không ai quan tâm. Đấy, đi đến các chợ. Đấy. Thế rồi là cái vô ô nhiễm vô ý thức. Ví dụ ô nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực chín. Ô nhiễm vấn đề rác thải, nước bẩn. Đấy, nó vào vì vi khuẩn, đấy, về hóa chất, đấy, thôi nhiễm, các dụng cụ. Hầu hết các chợ hiện nay đều rất ô nhiễm. Một phần là do ý thức của các chủ cửa hàng kinh doanh. Một phần là do ý thức của người mua hàng. Môi trường này sẽ làm mầm mống sinh sôi ra rất nhiều loại vi khuẩn. Và chúng lại nhiễm trở lại vào thực phẩm bày bán, gây hại cho người tiêu dùng. Trước thực trạng này, nhu cầu về một chợ an toàn thực phẩm của người dân là nhu cầu cấp bách và rất thiết thực. Người dân sẵn sàng chịu thêm chi phí đánh vào sản phẩm để đổi lấy sự an toàn cho mình và người thân. Nếu mà nhà nước mà kiểm định được thì nói thẳng luôn là tôi cũng ủng hộ. Vì là thực phẩm là cuộc sống của mình, lo cho sức khỏe thì nói chung là cũng yên tâm thôi. Nếu mà nhà nước làm được, kiểm định được tất cả mọi thứ thì coi như là cũng yên tâm. Nếu mà nó không kiểu như là nói chung là nó mà không tiện lắm thì nói thật ra là cũng hơi khó cho người dân, vì là nếu mà vào những các cái chợ như thế mà nó ít quá thì nó người dân mà đi lại thì nó cũng khó.
Thế cho nên là tốt hơn hết là nhà nước mà đã kiểm định được thì là tất cả các sở nhỏ lẻ ta cũng nên làm, thì coi như là nó cũng đảm bảo luôn, thì cho người dân người ta đi lại cho nó cũng đỡ vất vả. Thế đấy là cái nhu cầu nói chung là như thế. Thế còn nếu mà giá cả mà nó có đội lên một chút thì cũng chẳng vấn đề gì cả. Đúng như tên gọi, chợ an toàn thực phẩm nếu được triển khai sẽ đánh trúng tâm lý của đông đảo người tiêu dùng hiện nay. Vì tại chợ này, người dân có thể tin tưởng về nguồn gốc sản phẩm, hài lòng về phong cách phục vụ tận tình, cân đúng, bán đủ, chất lượng hàng hóa đảm bảo với mức giá phải chăng. Xây dựng chợ an toàn, ngoài tiêu chí cho thực phẩm, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cũng được siết chặt. Vì thế, Hà Nội đang triển khai chủ trương và cho triển khai tại 20 chợ. Đến nay, về cơ bản, những tiêu chí cho chợ an toàn thực phẩm đã được xây dựng xong. Với gia súc, gia cầm và thịt phải có sự kiểm soát, chứng nhận của cơ quan thú y. Chợ phải quy hoạch bố trí riêng biệt các khu bán gia súc, gia cầm, bán thịt, bán cá, rau quả, đồ khô, đồ tươi sống. Nhưng tìm hiểu kỹ hơn, các quy định này chưa được xây dựng một cách thống nhất và bao phủ cho tất cả các ngành hàng, mà lắp ghép từ các quy định liên quan đến gia súc, gia cầm, rau xanh, củ quả. Những cái tồn tại như là về cái cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, rồi trang thiết bị, rồi hệ thống cấp thoát nước, tức là về cái hạ tầng kỹ thuật của các chợ hoạt động kinh doanh mua bán, thì nó vẫn còn cũng còn nhiều những cái mà đã xuống cấp. Trong khi đấy thì cái ngân sách mà đưa vào thì nó có giới hạn, mặc dù là mình cũng đang triển khai thực hiện là xã hội hóa đầu tư công tác chợ, thế nhưng cùng với cả cái tình hình mà kinh tế chung hiện nay đang suy giảm thì cái việc mà để kêu gọi là cái xã hội hóa thì nó cũng là kém, và nó cũng không thu hút được nhiều các doanh nghiệp tham gia. Cùng với đấy thì cái ý thức và của người dân, của các hộ kinh doanh cũng như là người dân tham gia thì vẫn còn là tiện đâu mua đấy. Cho nên là đối với cả cái ý thức về cái chất lượng sản phẩm nó cũng còn nhiều cái hạn chế. Ủy ban nhân dân các huyện thực ra là cũng còn nhiều các cái việc mà để chỉ đạo triển khai, cho nên là cũng chưa tập trung và cũng chưa quyết liệt trong cái việc là triển khai đối chợ đảm bảo chất lượng sản phẩm, cho nên là chưa đáp ứng được cái yêu cầu của thành phố đặt ra. Theo dự kiến của thành phố ấy, và cũng theo mong muốn của chúng tôi thì là chúng tôi cũng mong muốn là trong cái quý 2 sẽ đưa được vào một chợ vào là làm thí điểm. Thế còn trong cái năm 2013 thì dự kiến sẽ đưa vào là 3 chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy, thì còn đến năm 2015 thì là đạt được là cái số là 19 chợ. Tuy nhiên, đây chỉ là bước dự án. Khi đi vào thực tế, dự án này gặp phải rất nhiều khó khăn, và để chúng được triển khai thì cần một thời gian dài nữa. Do đó, người dân nên tự bảo vệ mình bằng cách tìm mua sản phẩm, hàng hóa rõ nguồn gốc, mua ở những cơ sở đảm bảo, không tiện đâu mua đấy, để tiếp tay cho những người buôn bán trái quy định.